bạn, mình đang có mặt tại triển lãm IMDEX Asia 2015 và mình đang ở cái gian hàng của ST Engineering. Thì mình đang có trên tay cái một cái hệ thống để huấn luyện cho các binh lính trên tàu chiến để người ta có thể thực hiện các công tác chẳng hạn như là giám sát, như là tấn công trực tiếp trên biển. Thì đây là một cái hệ thống dùng giả lập để huấn luyện, thì nó dùng với cái kính thực tế ảo Oculus Rift. Đây các bạn có thể thấy đây là cái hệ thống kính thực tế ảo và nó nối với một cái máy tính để mà chạy một cái chương trình giống như là một cái game bắn nhau trên biển như vậy, và chúng ta sẽ điều khiển bằng cái tay cầm này, tay cầm của Xbox. Thì ở đây các bạn có thể thấy là cái mình hướng nó theo thì cái góc nhìn cũng được thay đổi luôn, nhưng mà rất tiếc là với cái máy quay thì mình không thể nào mà cho các bạn xem được cái trải nghiệm thực tế của cái kính này. Chúng ta đeo vào và sử dụng cái hệ thống này để mà thực hiện các thao tác chẳng hạn như là quan sát cũng như là bắn nhau thì như thế nào. Thì cái hệ thống này thì được ST Engineering cho biết là họ sẽ cung cấp cho các cái lực lượng để mà hỗ trợ trong hoạt động huấn luyện, chẳng hạn như là ở đây có nói rất là rõ về cái vai trò của nó, tức là huấn luyện và mô phỏng các ứng dụng chẳng hạn như là tuần tra duyên hải, hay là khảo sát thăm dò, như là tìm kiếm trên biển, tìm kiếm và cứu hộ, như là các cái hoạt động bảo vệ bờ biển, v.v. Xin cảm ơn các bạn.